ra vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi anh hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tươi khắp thế gian. Bởi nhận cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Xanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng chi chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa kính thưa ngài thượng tọa pháp thanh, con xin dâng mic lên ngài để ngài thử mic, và sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng luôn có được một buổi pháp an vui tấn hóa. Dạ con xin dâng mic đến ngài thượng tọa pháp thanh ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Trước khi vào thời giảng pháp, xin để bái tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Dhamma Ya. Nam mô Sangha Ya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử sinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã ban gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử sinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là muôn nguồn sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp ngang chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những thiên tai quả. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô đọc phần chánh kinh, và sau đó thì sư sẽ giải thích chia sẻ để quý vị hiểu rõ hơn về cái câu Phật ngôn hôm nay. Và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, con kính đảnh lễ Bằng Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom ạ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc phần chánh kinh bài hôm nay ạ. Dạ. Bài 4, thân ái. Ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con, đối với những ai tự ngã là thân ái, đối với những ai tự ngã là kẻ thù. Và rồi Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau. Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, đối với người ấy tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói tự ngã là thân ái của chúng tôi, tự ngã, nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù, kẻ thù tự ngã của họ, cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ tự ngã là kẻ thù. Những ai sống thân làm thiện, miệng nói thiện,
sống ý nghĩ thiện. Đối với họ, tự ngã là thân ái, dầu cho họ có nói tự ngã là kẻ thù của chúng tôi, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái. Như vậy là phải, thưa đại vương. Như vậy là phải, thưa đại vương. Thưa đại vương, những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù, thưa đại vương. Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái. Nếu những ai biết được tự ngã là thân ái, họ sẽ không liên hệ với các điều ác hạnh. Kẻ làm điều ác hạnh khó được trơn hạnh phúc, bị thần chết cầm tù, từ bỏ thân làm người. Kẻ có nghĩa vậy, cái gì là của mình? Lấy cái gì đem đi, cái gì theo dõi họ? Như bóng theo dõi hình, ở đây bị chết, làm các nghiệp công đức, làm các nghiệp ác đức. Lấy cả hai đem đi, cả hai của kẻ ấy, như bóng theo dõi hình, cả hai theo kẻ ấy. Do vậy, hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau là hậu cứu cho người. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh ạ. Giờ đây con xin dâng mic đến Ngài Thượng tọa Pháp Thanh để xin Ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin dâng mic tới Ngài ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và cảm ơn cô Như Quang đã bót bài. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Thì ở đây nói lên cái vấn đề mà cái người phàm nhân của chúng ta đó, thì trong trong tâm chúng ta đó, nó có hai cái tác ý thường xuyên sanh khởi ở trong cái nội tâm chúng ta. Một cái tác ý là về những cái điều bất thiện do chúng ta không có hiểu biết, mê lầm, rồi thực hành theo những cái phong tục tập quán của thế gian mà chúng ta chưa có phân biệt được cái nào là thiện hay là cái nào là bất thiện. Mà khi mà ở thế gian thì thường thường á, là họ cứ nghĩ làm những cái điều gì đem đến lợi ích cho chính mình là điều tốt đẹp, chứ họ chưa có phân biệt được cái nào là nên làm và cái nào là không nên làm. Cho nên cứ theo cái phong tục tập tục trong cái đời sống và những cái thế tục của thế gian đã ăn sâu nhiều đời nhiều kiếp, thành ra rồi cứ xưa bài nay là mà không có trí tuệ để phân biệt, thành ra là đa phần là những cái phàm nhân ở trong thế gian. Khi mà chúng ta chưa có việc mà tìm hiểu học hỏi giáo pháp thì chúng sanh thường là tạo trữ cái bất thiện rất là nhiều, mà cái thiện pháp thì nó rất là ít. Cho nên là ở trong Phật giáo định nghĩa về cái người ngu và cái bậc hiền trí. Thì cái người ngu đây đó, người ngu là thân làm ác, miệng nói ác, ý suy nghĩ ác, là người đó là người ngu. Giống như là ở trong
phần chánh kinh ấy, là những cái người mà tự, tự ngã nó xúi dục nó sai sử, những cái người này làm những cái tam tam nghiệp ác, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác ấy, là cái kẻ thù, là người ngu. Nên dù là cái người này á, ở thế gian họ có những cái học vị rất là cao ha, nhưng mà họ có tam nghiệp ác, thì dù là họ là những người có cái bằng cấp cao cỡ nào đi chăng nữa đó, là cũng cũng là người ngu theo cái định nghĩa của Phật giáo. Rồi cái bậc hiền trí, đây thì ngược lại là cái người có hướng về những cái điều thiện lành tốt đẹp, tam nghiệp, tạo tam nghiệp thiện, ý suy nghĩ thiện, khẩu nói những lời tốt đẹp thiện lành, và thân làm những điều lợi mình lợi người. Thì dù cái người này đó ở thế gian họ không có một cái học vị gì hết á, nhưng mà nếu mà cái người này đó mà có cái tam nghiệp thiện như vậy đó, thì gọi là người hiền trí. Đó, cho nên là chúng ta trước khi vô cái chúng ta phân biệt để như vậy, để hồn mình dễ dễ hiểu cái bài học, mà khi mà cái người mà có được cái tam nghiệp thiện này đó, thì cái tự ngã mình coi như là người bạn tốt. Còn ngược lại cái người mà có tam nghiệp mà bất thiện đó, là mình coi cái tự ngã nó là kẻ xấu. Cho nên đó là chúng ta hiểu rằng trong trong cái nội tâm đó thì sẽ có hai người bạn, hai người bạn cận kề. Một người đó, thì sẽ dẫn dắt chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, còn một người đó, thì dẫn dắt chúng ta tạo trữ những cái bất thiện nghiệp. Đó, cho nên đó là chúng ta phải phải dùng trí tuệ xem xét phân biệt như vậy. Thì đó là cái suy nghĩ ở cái người phàm nhân mà thôi, chứ sự thật ra đó chúng ta ví như vậy để mình lấy phân biệt được, nhưng mà sự thật ra đó thì sao, thì trong cái thân ngũ uẩn này nó không có một cái tự ngã nào hết đó. Chỉ là những cái tác ý và hợp trí, hoặc là những cái tác ý do si mê vô minh phiền não nó sanh khởi thôi nha, chứ hoàn toàn không có cái tự ngã nào là tốt, mà không có tự ngã nào xấu, mà do cái tác ý này nó sanh khởi nha. Nếu mà ngày mà chúng ta không có quen sử dụng trí tuệ mà chúng ta chạy theo trần cảnh bên ngoài để cho phiền não nó sai khiến, nó sai sử, rồi chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp. Rồi nếu mà chúng ta có sự học hỏi, phát triển trí tuệ, chúng ta phân biệt được những cái nào là đúng chánh pháp, cái nào là điều phi pháp, để dần dần chúng ta loại trừ tất cả những cái phi pháp hay là các ác bất thiện pháp, rồi chúng ta thành lập từ trong nội tâm những cái tác ý mà không tốt đẹp, những cái tác ý không hướng đến cái điều lành điều thiện, không hướng đến cái con đường giải thoát, thì chúng ta kịp thời dập tắt sửa đổi. Mà khi mà chúng ta đó chạy theo trần cảnh bên ngoài, rồi nghĩ là có cái tự ngã trong cái thân ngũ uẩn này, có một con người, một người nam, một người nữ, vậy đó,
Tức là cái điều đó là cái chúng ta chưa có được cái hiểu biết đúng đắn, gọi là cái tà kiến. Mà tà kiến thì nó sẽ đem đến những cái điều xấu xa, tai hại, khổ đau. Còn nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, ta tìm hiểu rõ ràng, phân biệt, thì chúng ta thấy rằng trong cái thân ngũ quẩn này hoàn toàn không có một cái ngã, không có một người nam, một người nữ, mà chỉ là hai thành phần vật chất và tinh thần, hay là sắc và danh. Sắc là cái phần vật chất, còn danh là gì? Là cái phần tinh thần, trong đó là thọ, tưởng, hành và thức. Chính hai cái thành phần này nó do nhân, do duyên nha, mà hợp thành một chúng sanh ở cõi đời. Do đó chúng ta phải có cái sự hiểu biết như vậy để thoát khỏi ra. Còn cái người sơ cơ, cái người mà mới hiểu biết, tìm hiểu Phật pháp đó, thì mình để cho người ta thấy là nó có hai cái tác ý. Hai tác ý đây nếu mà mình nói cái tác ý đối với những cái người mà họ chưa phân biệt được về danh sắc thì họ chưa hiểu, cho nên tạm theo cái định nghĩa thế tục của thế gian gọi là tự ngã. Tự ngã, trong đó tự ngã nó có hai cái bất thiện là cái tự ngã xấu cần phải diệt trừ, và cái tự ngã thiện lành tốt đẹp cần phải vun bồi. Giống như là ví như hai người bạn, cái người bạn xấu thì mình cần phải lần hồi mình thoát ra, mình không có thân cận nữa. Còn cái người bạn tốt đẹp ấy, thì mình sẽ gần gũi, thân cận, học hỏi để tạo những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta phải thấy được là hoàn toàn là cái đời sống này nó là vô ngã, mà những cái tác ý này đó là nó do những cái điều kiện để mà sanh khởi. Những cái nếu mà những cái lậu hoặc tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta, nếu chúng ta không kiểm soát, khi mà nó gặp những cái cảnh phù hợp thì những cái dính mắc, bám níu, chấp thủ, mong cầu nó sẽ nhảy ra, nó khống chế, và những cái tác ý bất thiện nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn có những tỉnh giác, tỉnh thức, chúng ta kiểm soát cái tâm của chúng ta, thì như vậy đó là chúng ta sống với trí tuệ. Mà khi sống trong trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được cái tính chất rõ ràng, thực tánh thực tướng của các đối tượng. Cho nên là chúng ta không có dính mắc, không có bám níu, không có chấp thủ. Mà khi mà chúng ta có trí tuệ, sống trong chánh niệm tỉnh giác thì sẽ đem đến sự an lạc, tránh khỏi những cái khổ đau, không có điều kiện để cho phiền não nó sanh khởi. Thì vậy thì chúng ta sẽ có được cái chánh kiến. Thì cái chánh kiến nó cũng từng mức độ. Cái chánh kiến lúc đầu đó là nó mặc dù là có chánh kiến, nhưng mà chánh kiến ở đây là nó còn trong cái hiệp thế. Chúng ta có đôi lúc chúng ta làm những cái điều thiện lành, chúng ta cũng còn mong cầu là sẽ đem đến cái sự tốt đẹp, an vui, đem đến những cái quả lành để hưởng thụ trong cái đời sống nhân thiên. Nhưng mà đó, cái mục đích cao cả là chúng ta thoát khỏi ra những cái ràng buộc ở thế gian này. Quý vị thấy trong kinh thì Đức Phật nói đó, chính chúng sanh luân hồi là do cái bất thiện, do cái thiện mình làm, rồi tạo
những cái quả, à, thì nhân gieo thì quả sẽ trổ, à, cho nên á là chính những cái bất thiện hay là cái thiện này đó là nói trói buộc chúng sanh trong vòng quay của sanh tử luân hồi. À, thì à, khi mà những chúng sanh á vì vô minh lầm lạc, à, rồi tạo trữ cái tam nghiệp ác, thì những chúng sanh này phải bị hành hạ, à, trong cái cảnh giới khổ đau, à, hay là gọi là, à, trong các cái, à, cảnh giới thấp thỏi không có tốt đẹp, à, địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula, à, là những cái cảnh giới cảnh khổ, à, rồi nếu mà chúng, à, cũng có được chút ít trí tuệ hiểu biết, à, tạo trữ những cái công đức phước báo bố thí, à, những cái thiện pháp, nhưng mà sao, à, còn nằm trong cái tính chất là cầu mong cho được hưởng những cái an vui hạnh phúc, à, trong đời sống tương lai, à, tái sanh về những cõi trời, à, tái sanh lên làm người thì người có địa vị, à, giàu sang, điều kiện tốt đẹp, nhưng mà nó cũng là một cái luyến ái, nó cũng là dính mắc, nó trói buộc trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho nên á là chúng ta phải lần hồi, à, Đức Phật dạy chúng ta là phải từng bước loại trừ những cái pháp thô, à, những cái pháp thấp thỏi để, à, tiến lên những cái pháp nó cao thượng quý báu hơn. À, ví dụ, à, bố thí, à, cái người mà sơ cơ đầu tiên hết mình thực hành là cái pháp bố thí, thì cái pháp bố thí á, à, so với các cái pháp khác thì nó là thô, cho nên á mình bố thí ở đây để mình thực hành, à, mình thực tập rồi á, mình, à, bước cái nấc thang cao hơn là trì giới, à, trì giới thì gìn giữ các cái học giới cho nó được tốt đẹp, thanh lọc cái tam nghiệp mình, à, để phát các cái thiện pháp, à, cái nó là cái nền tảng để nâng đỡ, à, đó, cho nên đó là mình sẽ, à, bố thí xong là mình thực hành cái giữ gìn các cái học giới cho được một cách trọn vẹn tốt đẹp. Rồi thì, à, bố thí thì nó thấp thỏi, rồi trì giới thì nó cao, nhưng mà nếu mà so với các cái sự pháp tu tiến thì nó là thô. À, bây giờ mình phải ráng, mình nỗ lực, mình phát triển cái trí tuệ, dung bộ trí tuệ, à, thì tu tiến nó có hai, à, có thể, à, những cái đề mục tịnh chỉ để tâm của chúng ta an trú trong các cái thiền hiệp thế để tạm thời lắng dịu tất cả những cái phiền não vị hành giả ly dục ly các ác bất thiện pháp, à, rồi an trú trong các cái đề mục chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, à, thì như vậy đó là cái tâm nó được an tịnh vắng lặng, à, tạm thời, à, sử dụng cái định tâm, à, định tâm của các chi thiền để áp chế, à, không để cho phiền não nó có điều kiện sanh khởi, nhưng mà cái dây định tâm này nó là tạm thời thôi. À, khi mà cái vị hành giả mà, à, không an trú, à, trong cái tịnh chỉ trong cái sơ thiền nhị thiền tam thiền, à, nếu mà chúng ta, à, sinh hoạt trở lại bình thường á, thì những cái phiền não nó cũng có thể sanh khởi, những cái, à, tác ý bất thiện nó cũng có điều kiện để sanh khởi. Cho nên á là cái mặc dù cái tu thiền định thì nó so với các cái pháp kia thì nó vi tế, nhưng mà nếu mà so với để đạt đến thánh đạo thánh quả thì cái thiền định nó là thô. Mình, à, lần hồi bỏ những cái pháp thô để mình
tiến lên những cái pháp nó cao thượng hơn, thì chúng ta phát triển cái thiền tuệ. Thiền tuệ thì có là thân, thọ, tâm và pháp. Chính nhờ chúng ta dùng phát triển cái thiền tuệ này đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái thực tánh thực tướng qua cái định lực của tam tướng là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta dùng cái trí tuệ để quán sát cái thân là cái gì? Là cái phần vật chất, là nó luôn luôn biến đổi. Thì cái thân cái mà chúng ta quán sát thì vậy, gọi là cái thân hành là cái gì? Cái hơi thở. Thì cái hơi thở là nó theo chúng ta từ khi mà chúng ta thoát ra khỏi lòng mẹ, là chúng ta bắt đầu cái tự hít thở cái không khí ở bên ngoài. Còn nếu mà khi mà chúng ta còn nằm ở trong bào thai, còn ở trong lòng mẹ, thì cái hơi thở mình nó còn phụ thuộc vào cái sự trao đổi chất ở ở trong bụng mẹ. Còn khi mà chúng ta rời khỏi lòng mẹ rồi thì tự mình hít thở cái khí trời để duy trì cái thọ mạng, cái sự sống này cho đến khi mà cái cận tử nghiệp nó sanh khởi, đến lúc là kết thúc cái đời sống. Mặc dù là cái hơi thở nó quan trọng, nó theo chúng ta từ ngay cái giây phút đầu tiên cho cái đến cái kiếp cái điểm kết thúc, nhưng mà có nhiều khi ấy, chúng ta quên, chúng ta không có kiểm soát, rồi bị gì cái tâm chúng ta phóng dật nó chạy theo cảnh cảnh bên ngoài, cho nên là mình không có thấy được cái hơi thở, cái sự chuyển động của hơi thở nó như thế nào, nó dài nó ngắn, tại sao mà có lúc nó dài, có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm, cũng do tác động một phần. Ví dụ nếu mà bình thường thì mình thở, rồi cái lúc mà mình mà bực bội, mình sân hận mình cũng thở, hoặc là những cái lúc mình buồn phiền mình cũng thở, nhưng mà cái lúc mà bình thường thì cái hơi thở nó vô ra nó khác, rồi cái lúc mà mình bực bội sân hận lên thì cái hơi thở nó vô ra nó khác, rồi những cái lúc mình ưu tư sầu não thì cái thở nó cũng khác, chứ không phải nó giống nhau. Nhưng mà gì á, mình không có tìm hiểu, mình không quan sát thì mình không có thấy được cái vấn đề này. Ví dụ khi mà mình bực bội một cái điều gì, khi mà gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng, cái tâm mình nó bực bội khó chịu, mình hoặc là những cái lúc mà mình gặp những cái đối tượng họ gây cho mình những cái phiền não thì sao? Bắt đầu mình sân hận lên. Mình sân hận lên thì cái gì? Mình bị cái nhiệt não của phiền não ở trong tâm nó thiêu đốt, cho nên là cái hơi thở mình nó gấp gáp, nó nhanh hơn, rồi sao trong cái thân mình nó nóng bừng, có những người đỏ mặt tía tai, hay là có những người đó là trong thân giận quá dân, trong thân nó rung, mà là do cái tác động của cái nhiệt não của phiền não nó thúc đẩy. Lúc đó thì cái hơi thở nó gấp gáp, bắt đầu chúng ta sau đó thì chúng ta thấy mệt. Còn nếu mà khi mà mình rủ rượi buồn rầu này kia nọ đó thì cái hơi thở mình cũng chậm. Đó, cho nên đó là khi mà chúng ta có cái sự quan sát cái hơi thở mình sẽ thấy được nó thay đổi từng lúc, từng lúc, có lúc nhanh, vội vã, thở vô gấp gáp, thì nó làm cho cái thân thể mình nó mệt mỏi. Rồi những cái lúc mà mình muộn phiền, buồn rầu, u sầu thì cái hơi thở mình nó cũng cũng không có được bình thường. Cho nên là
phải có cái sự quan sát cái hơi thở của mình từ những cái mà cái tâm mình nó an tịnh bình thường, rồi lúc nào mà cái tâm mình nó bực bội sân hận, lúc nào cái tâm mình nó u sầu muộn phiền, để mình thấy được cái sự thay đổi, cái chuyển động của hơi thở đó. Rồi trong cái đó là nó dễ quan sát nhất, tại vì cái đối tượng sắc nó là thô. Rồi chúng ta quan sát những cái cảm giác, những cảm giác có những lúc là trong tâm chúng ta có cái cảm giác an lạc, nhưng mà có những lúc là nó ở cái trạng thái quân bình, rồi có những lúc là nó bị đau tê nhức. Thành ra là trong tất cả những cảm giác của chúng ta cũng vậy. Có những lúc thì mình thấy nó thoải mái, nó an lạc. Có những lúc thì mình cảm thấy nó quân bình, tức là ở giữa cái không có an lạc cũng không có khổ đau. Đó. Rồi có lúc thì bệnh hoạn đau tê nhức nó dậy diễn ra đó. Cho nên á, chúng ta thấy nếu mà cái vị hành giả mà quan sát về các cái cảm thọ thì cũng sẽ thấy rằng cái cảm thọ nó cũng thay đổi. Rồi cái tâm mình, nếu mà những vị hành giả quan sát về cái đề mục niệm tâm thì chúng ta cũng thấy cái tư tưởng, những cái tác ý, những cái suy nghĩ chúng ta nó cũng biến đổi khôn lường, nó diễn biến rất là nhanh. Có những lúc thì nó hướng về những cái pháp thiện lành, tốt đẹp, nhưng mà có những lúc là nó cũng phóng dật chạy theo trần cảnh bên ngoài, suy tính những cái việc tương lai sắp tới, sắp xếp công việc, những xếp đặt như thế này thế khác, hoặc là có những lúc đó, hồi tưởng trở ngược về quá khứ, ngày hôm trước mình làm gì ha, đó. Rồi mình nhớ tưởng có nhiều khi mình đã có những cái thiền pháp mà mình đã bỏ qua, mình không làm, mà mình lỡ phạm những cái điều mà phạm giới, những cái điều không tốt đẹp, rồi hối quá ăn năn, cho nên á là cái sinh hoạt của tâm nó là như vậy, nó luôn luôn là biến đổi, chứ nó không bao giờ ở yên. Nếu mà chúng ta không khéo tu tập, không khéo giữ tâm ở yên trên cái đối tượng thực tại, thì nó sẽ một là chạy về quá khứ, hai là suy tính cho tương lai đó. Thì cái vị hành giả khi mà chúng ta quan sát cái tâm của mình á, mình sẽ thấy được cái sinh hoạt của tâm. Và nếu mà tâm nó không ở yên trên cái đối tượng, thì chúng ta phải có cái trí tuệ để chúng ta đưa tâm trở về ngay cái thực tại hiện tiền. Đó là cái mục đích giữ tâm. Pháp thì mình biết luôn luôn các pháp nó diễn biến ở trong nội tâm chúng ta, có lúc thiện, rồi có lúc bất thiện, có lúc thì nó phi giới tứ vô lượng tâm, nhưng mà có những lúc là do cái điều kiện, những cái lậu hoặc tiềm miên, nó có thể chạy theo trần cảnh bên ngoài, có lúc là tham, có lúc là sân nó sanh khởi. Bất cứ các pháp nào nó đang hiện khởi ở trong trong tâm chúng ta thì chúng ta phải biết đó là về cái đó. Thì đó là những cái đề mục mà cái người hành giả chúng ta tu tập nhằm mục đích để gì? Để thấy được cái sự sinh hoạt của cái ngũ uẩn này, từ đó đó chúng ta mới thấy được thấy được là mình không điều khiển gì được nó đó. Cái sắc mình cũng không điều khiển được. Nó muốn khỏe là nó khỏe. Nó muốn bệnh thì nó bệnh. Cảm giác cũng vậy.
những cảm giác nó cũng luôn luôn là thay đổi, rồi cái tâm mình nó cũng biến chuyển không ngừng, pháp thì nó cũng diễn biến theo cái quy luật nhân quả đó. Cho nên nó là chúng ta từ đó chúng ta mới lúc đầu chúng ta có cái tâm chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến này nó còn hiện thể còn thấy, rồi chúng ta phát triển cái chánh kiến, từ cái chánh kiến hiện thế này đó, để chúng ta diệt trừ được cái ngã. Mà sự thật đây đó là mình nói diệt trừ, chứ không, sự thật ra cái ngã nó đâu có đâu mà diệt, thấy không? Mà mình phải thấy được là cái pháp vô ngã, tức là mình không có điều khiển gì được hết. Phía sau những cái hành động, nói năng, sự suy nghĩ này nữa, hoàn toàn không có cái ngã. Lúc đầu chúng ta phải phải tạm tạm thời mình dùng cái ngã thiện hoặc là bất thiện để mình có cái cơ sở để mình quan sát thôi. Nhưng mà cho đến lúc đó, khi mà chúng ta thấy rõ được các cái tính chất chân đế của pháp thì hoàn toàn không có ngã. Nè. Đó, thì lúc đó đó chúng ta mới diệt trừ được gì? Diệt trừ được cái thân kiến. Đó. Thành ra từ phải phát triển từ thấp đến cao. Cho nên là chúng ta phân biệt ở trong cái bài này là Đức Thế Tôn dùng cái ẩn dụ, tức là cái ẩn dụ là những cái tác ý, những cái suy nghĩ bất thiện, nó là kẻ ác, người bạn xấu chúng ta cần phải loại trừ. Rồi cái thiện lành, những các tác ý tốt đẹp thì là cái người bạn tốt để chúng ta nương nhờ và phát triển các cái thiện pháp của mình. Nhưng cho đến khi mà chúng ta đi vào cái chân đế, chúng ta quan sát rõ ràng thì là những cái tác ý và những cái tác ý bất thiện, những cái tác ý thiện thôi, chứ hoàn toàn không có một cái ngã ở phía sau cái tác ý này. Cho nên đó là trong một cái bài kinh thì cái vị mà Thánh A-la-hán mới nói rằng không có một người làm thiện mà cũng không có một người làm ác, mà chỉ là sự vận hành của phiền não hoặc là trí tuệ triền miên mà thôi. Đó. Thành ra khi mà các vị thánh nhân họ đạt đến cái chánh kiến siêu thế, họ đạt đến thánh đạo thánh quả rồi thì tự động những cái ngã, những cái tạm thời mà dùng cái ngã thiện hay là bất thiện đều bị rũ bỏ, thấy rõ thực tại sự vận hành của sắc danh, và phía sau cái sự vận hành này đó là nhân và quả, chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có con người, không có người nam người nữ, tất cả là sự vận hành của pháp mà thôi. Đó, cho nên là chúng ta hiểu biết thì từng giai đoạn trong cái phần chánh kinh này nhớ là Đức Phật dùng cái cả ẩn dụ là những cái tác ý bất thiện là cái ngã xấu xa cần phải diệt trừ, còn cái thiện lành là cái người bạn tốt mình cần phải nương nhờ để mình phát triển các cái thiện pháp. Nhưng mà khi mà đi đến cái đỉnh cao của trí tuệ, khi mà đạt đến thánh đạo thánh quả thì chúng ta thấy được tất cả đúng theo định luật của tam tướng là
vô thường, khổ và hoàn toàn không có một cái ngã nào ở trong cái thân ngũ uẩn này, mà chỉ là sự vận hành của nhân quả để đạt đến cái giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là từng từng theo mức độ, từng theo cái pháp độ của mỗi chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp, để cho cái những chúng sanh từ bỏ các cái pháp thô thấp thỏi để tiến bước lên những cái pháp nó vi tế hơn. Chúng ta dần dần loại trừ những cái tà kiến, những cái tà kiến để có được cái chánh kiến. Nhưng mà nhờ những cái chánh kiến hiện thế này đó, dần dần chúng ta phát triển để vượt lên, đạt đến những cái chánh kiến giải thoát, hay là chánh kiến vô vi, để chúng ta thoát khỏi cái vòng quay sanh tử luân hồi, mà đạt đến sự an vui, đạt đến các thánh đạo từ thấp đến cao, từ bậc thánh hữu học và đạt đến bậc thánh lậu tận, thì chúng ta lúc đó sẽ thấy rõ được cái sự vận hành của nhân duyên, là của danh sắc, và phía sau trong cái thân ngũ uẩn này hoàn toàn không có một con người, không có bất cứ một cái ngã nào mà để chúng ta đạt đến cái sự giải thoát. Thì qua phần chánh kinh và qua sự tìm hiểu, qua lời giảng dạy của các bậc trưởng lão, thì cũng có được chút ít những cái điều hiểu biết, xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để vượt ra tất cả những cái mê lầm tà kiến. Chúng ta dung bồi phát triển trí tuệ để cải chánh tri kiến, có được một cái chánh tri kiến hiệp thế, và từ cái nền tảng chánh tri kiến hiệp thế này chúng ta phát triển để đạt đến cái chánh tri kiến siêu thế. Thì đó là mục đích của đời sống mà chúng ta cố gắng nỗ lực học hỏi tu tập. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, và cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau của thế gian, thiên tai dịch họa, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú con kính tri ân những lời giảng dạy của sư Pháp Thanh, và cũng rất là thấy cái bài kinh tương ưng hôm nay rất là hay, và sư đã giải thích rất rõ và đi sâu vào cách thực hiện cái buông cái bản ngã của mình. Nhưng con cũng có một cái có một câu hỏi đến với sư là: có phải là khi buông bỏ cái ngã để trở về thực tại thì ngay đó chính là thực tại phải chăng? Nhưng mà con thấy là buông bỏ cái ngã thì rất là khó, nó rất là vi tế, và chúng ta thường hay là thất niệm. Thì cái ta có phải là cái bản ngã luôn tạo ra cái, như sư đã nói là khi mà tâm ta mà không có một cái gì, không có chánh niệm đó, thì ta luôn trở về quá khứ hoặc là tương lai, có phải chăng là cái bản ngã của ta tạo ra phương tiện và cái mục đích để đạt tới trong tương lai? Vì vậy cho nên ta thường hay thống dật, và thường cái tâm ta trôi nọ trôi dạt
tiến về tương lai mà không thấy rõ cái thực tại. Và nếu mà chúng ta buông bỏ cái thực tại như vậy thì chúng ta có phải gọi là thất niệm hay không thưa sư? Vì quên thực tại mà không, vì có phải là thực tại cái thực tánh pháp mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có quay về thực tại thì ta không thấy được cái thực tánh pháp đó, và cái ảo tưởng thì sẽ làm cho ta không có chánh niệm tỉnh giác, không có cái thấy rõ cái bản chất của thực tánh pháp, phải vậy không thưa sư? Dạ xin sư giải thích giùm con rõ ạ. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ba Giá. Thì trong cái sự vận hành sinh hoạt của cái tâm của chúng ta đó là như vậy đó. Tại vì những cái phạm nhân thì sao? Chúng ta thường hay là để tâm nó chạy theo trần cảnh bên ngoài. Ngắm mây, ngắm núi, ngắm non ngựa trời mây rồi ha, làm thơ, làm văn rồi kia nọ, tả cảnh, tả tình, vẽ tranh vẽ rồi kia nọ. Tại sao? Bởi vì những người đó họ để cái tâm nó trôi lăn, nó cuốn theo cái trần cảnh bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta tu tập là chúng ta làm cái điều ngược lại, là mình phải đem tâm trở về ngay giây phút đó. Mình biết cái đối tượng nó như thế nào, biết như thế đó thôi. Chính vì cái so sánh mình mới do cảnh này đẹp, cảnh này xấu, âm thanh này là du dương, âm thanh này là thô tháo, như thế nào thế nào thế nào, thấy không? Mà khi mà mình có sự so sánh đó, thì mình không thấy được đúng cái đối tượng. Cái đối tượng nó bị cái phiền não chèn vô rồi, nó bóp méo rồi. Cái nào mà nó thích đó, hợp ý vừa lòng thì nó bám níu chấp thủ. Cái nào mà nó cho là trái ý nghịch lòng thì nó xua đuổi quỷ diệt. Cho nên là lúc đó mình không có thấy đúng cái thực tánh, thực tướng của nó. Nếu mà mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác, trong âm thanh chỉ là âm thanh, không có âm thanh nào là hay, âm thanh nào là du dương, âm thanh nào là chát chúa, thì tất cả nó diễn tiến, âm thanh chỉ là âm thanh. Đó, khi mà tai chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó, mình chỉ biết cái chánh niệm tư giác, mình niệm nghe ha. Dù đó là tiếng nhạc, đọc thơ, đọc văn gì đó ha, nhưng mà nó cũng là âm thanh, nó cũng sanh cũng diệt. Đó rồi, nếu mà có một cái tiếng sấm sét, một cái tiếng chó sủa, hay là cái tiếng động cơ gầm rú đó, thì nó cũng là âm thanh, nó cũng sanh rồi diệt. Đó thì như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sanh diệt của cái âm thanh. Còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ, thì để phiền não nó khống chế thì sao? Mình so sánh, cái bản nhạc này hay, cái người này ngâm thơ hay, thì lúc đó là mình đã chạy theo, bị cái trần cảnh bên ngoài nó lôi cuốn rồi. Đó thì khi mà những cảnh mà nó làm cho mình bám níu dính mắc, thì ngược lại thì có những cảnh làm cho mình bực bội khó chịu. Cho nên lúc đó là cái tâm mình nó luôn luôn sao, nó luôn luôn dao động, thích không thích, thích không thích, thích không thích. Đó, mà khi mà thích không thích thì sao,
phiền não sanh khởi, bám níu xua đuổi, thì dao động khổ đau. Rồi nếu mà mình có kiểm soát thì khi mà cái tâm của mình nó phóng dật, nó chạy theo trần cảnh thì biết, mình biết đem nó trở trở lại. Thì cái mặc dù là cái sự tu tập của chúng ta đó là cố gắng, nhưng mà vì á, vì cái quán tính, cái sự quân tập lâu rồi, mình sống để cái tâm nó buông lung, cho nên bây giờ mình muốn mà đem nó trở về cái thực tại hiện tiền thì nó khó lắm. Tại vì mấy lâu nay rồi nó chạy nhảy lung tung mà không ai kiểm soát hết á, mà bây giờ á, mình mà muốn kiểm soát nó, mình đưa nó về á, có nhiều khi nó phản ứng, nó phản ứng thì đúng rất là khó, chứ không phải dễ, không? Cho nên nhưng mà đó, mình từ từ, mình từng bước, mình đừng có nóng vội, mình đừng có muốn phải ăn, muốn phải đè nén, kiềm chế để nó an trú ở trong cái trên cái đối tượng, thấy không? Đó, mà sao mình từng bước, giống như mà một đứa trẻ rồi, thấy không? Bây giờ có ai đó nhờ, nhờ mấy cô giữ giùm một cái đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, thì cái tuổi này là cái tuổi hiếu động mà. Bây giờ mà bắt mà nó, mình la, mình hét, dọ rồi cái nọ thì nó sợ, nó khóc, nó khóc nó còn cái tình trạng nó còn tồi tệ hơn nữa. Còn bây giờ á, mình dùng cái phương pháp mình dụ nó, mình cho nó những cái món đồ chơi, cho nó bánh kẹo gì đó để nó chơi trong cái khoảng đó thôi, nó đừng có chạy ra bên ngoài. Bên ngoài có những cái hầm hố mương hào rồi kia nọ nó nguy hiểm ha. Giờ mình tạm thời mình dùng những cái vật dụng để mình dụ cho nó ham thích, nó ở yên đó. Nhưng mà sao, nó chơi chơi chút rồi nó cũng lén lén nó chạy ra ngoài đó, thì cái tâm mình nó sinh hoạt cũng vậy. Cho nên là khi nào mà nó chạy ra ngoài biết, thôi con trở vô đây, trở vô đây, đây có đồ chơi đẹp nè, có bánh có kẹo gì đó ha, thì mình dùng cái phương pháp mình từng bước để mình đưa cái tâm cho nó trở về. Chứ không nên á, không nên là cố gắng dùng những cái biện pháp mà có cái sự mà khống chế. Tại vì quý vị biết rằng khi mà mình cố gắng mình kiềm chế, là mình đã can thiệp vào cái sự dẫn bố, cái sinh hoạt của danh sắc rồi, thấy không? Cho nên khi mà mình hành thiền là tất cả những gì nó đang diễn biến như thế nào mình biết như thế đó, hơi thở ra vô như thế nào mình biết như thế đó, không cố thở mạnh để mà mình ghi nhận cho rõ, cố thở mạnh để kiềm chế cái chánh niệm ha. Rồi mình cũng không có gồng cứng, tại vì mình càng cố kiềm chế, mình cố đè nén một hồi á, thì cái tâm mình nó rất là mệt, thấy không? Mà nếu mà khi mà cái tâm mà mình nó mệt rồi á, cái sự tinh tấn của mình á, mới bắt đầu á, mới vô mình ngồi thiền á, mình tinh tấn dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng á, mình cố gắng để mà được cái định tâm á, một hồi rất là mệt, rất là mệt. Mà khi mà mệt rồi đó, là mình không còn kiểm soát nữa thì cái tâm mình nó bung lung, nó bung là nó chạy tùm lum tà la hết, thì cái đó là không phải cái mục đích của hành thiền. Mình nhớ rằng các pháp là vô ngã, mình không điều khiển được nó, mình để nó diễn biến một cách tự nhiên,
Hơi thở cũng để nó diễn biến tự nhiên, rồi cái sự quan sát, cái chánh niệm ghi nhận của mình cũng tự nhiên. Đừng cố gắng, mà khi mà mình càng cố gắng mình kiềm chế thì sai mục đích của thiền rồi. Đó, cho nên là các ngài trưởng lão, ngài hòa thượng Sư Minh, ngài nói bây giờ cái mục đích của mình là quan sát tâm, nó như thế nào biết như thế đó, mình đừng so sánh, mình đừng phân biệt đối tượng nó như thế nào là mình ghi nhận hay biết như thế đó. Không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào là xấu. Vì á, vì mới là cái chánh niệm mà mình thấy rõ cái đối tượng là tốt, còn cái phóng dật nó là xấu. Nhưng chúng ta phải thấy rằng cái chánh niệm tỉnh giác nó cũng là đối tượng, mà cái phóng dật nó cũng là đối tượng. Khi mà biết cái tâm nó phan duyên trần cảnh, chạy về quá khứ tương lai gì đó là nó phóng dật, thì có nhiệm vụ mình đưa nó trở lại. Còn nó hay biết rõ ràng, ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng là cũng là đối tượng. Tại vì mình cứ 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 cố gắng đem tâm, kiềm chế tâm ở yên ở trên đối tượng. Mình không có muốn cho nó phóng đi, mình không muốn cho nó suy nghĩ, nhưng mà anh đâu có kiểm soát được. Đó, cho nên là chúng ta đừng bao giờ bực bội khi mà mình cái tâm mình nó phóng dật, mà cũng đừng quá cố gắng kiềm chế để cho cái tâm nó được an tịnh, mà mình theo dõi tất cả các hoạt động, các cái chuyển biến sanh diệt của tâm rồi nó hiện tại thực tế như thế nào biết như thế đó, không thêm gì, mà cũng đừng so sánh, đừng có so sánh là tốt là xấu, là đúng là sai, nên và không nên như kia nè. Thành ra đó là nó diễn biến như thế nào mình biết rõ ràng như thế đó. Nhưng mà đối với những người Phật tử mới sơ cơ thì do cái quân tập những cái tiềm miên từ quá khứ, bây giờ cái trí tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác mình chưa có đủ năng lực để mà kiểm soát, có những lúc là nó còn chạy theo trần cảnh bên ngoài, nhưng mà mình cứ từng bước mình sống trong tỉnh thức, hay biết rõ ràng cái giây phút thực tại, biết rõ đối tượng, thì dần dần lâu ngay thì mình cũng sẽ đạt được. Cho nên đó là cái bước đầu sơ cơ thì nó rất là khó, nhưng mà quý vị cố gắng đừng nóng vội, đừng cố đè nén kiềm chế, đừng cố tạo ra cái vấn đề gì hết á. Mình cứ bình tĩnh là quan sát, phát triển trí tuệ dần dần thì nó sẽ có sự tiến bộ tốt đẹp. Thành ra đó, cái hành thiền ngày nói không phải để cố tạo ra cái điều gì, không phải cố để đạt được cái gì, mà vấn đề chúng ta chánh niệm tỉnh giác, quan sát đối tượng để thấy rõ sự sinh hoạt, sự vận hành của đối tượng, của các pháp, nó sanh diệt như thế nào, biết như thế đó là đúng. Cho nên Đức Phật dạy là đi trên cái con đường trung đạo này, khi mà chúng ta phan duyên theo trần cảnh là cũng là cực đoan, mà khi mình cố gắng kiềm chế, đè nén, kiểm soát cái tâm là cũng là cực đoan. Cho nên đó là chúng ta biết hay biết rõ ràng
Danh sanh sắc sanh, sắc diệt danh diệt, tất cả các cái diễn biến trong thanh ngũ uẩn này của danh sắc nó như thế nào, biết như thế đó là đúng. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thành kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ như vậy thì như sư đã giải thích thì chúng ta đừng cố gắng buông xả, nhưng mà chúng ta phải buông xả mọi cố gắng phải không thưa sư? Vì khi mà trong cả công việc thiền tập cũng vậy, thì chúng ta không có mong cầu điều gì mà cứ để cho pháp nó tự vận hành, là thấy rõ ranh danh là sắc. Thì như sư đã giải thích đó, thì nếu mà chúng ta mong cầu đó, thì vô tình chúng ta đã đưa cái bản ngã của chúng ta vào đó, và cho nên có sự mong cầu như vậy. Và theo những lời giải thích của sư thì chúng ta không nên phản ứng lại với những cái gì xảy ra đối với chúng ta, vì những cái việc mà xảy ra xung quanh chúng ta đều là pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái vận hành của pháp mà theo đó mà thực hiện, chứ không phải là phản ứng lại nó, vì khi chúng ta phản ứng lại nó thì sẽ đâm ra phiền não. Dạ con rất là kính tri ân sư đã giải thích đó để con hiểu rõ thêm về cách mà con quân bình lại cái tâm của mình khi gặp những cái điều bất như ý hoặc là những điều như ý xảy ra đối với con. Và dạ xin mời đạo tràng đưa bàn tay để cùng thảo luận về cái bài học ngày hôm nay ạ. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Xin các bạn đưa những bàn tay xinh đẹp lên ạ. Mời huynh đạo huynh, huynh đạo huynh tham gia phát biểu đi huynh. Hay là chị Netta Như Trang này, xin mời các vị nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính cảm ơn sư Pháp Thành đã giảng giải cái phẩm thân ái của kinh Tương Ưng Bộ hôm nay. Bài kinh này rất là hay và gồm đầy đủ nhiều đầy đủ những cái lời mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Con cũng cảm ơn sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con, đã thuyết giảng cho chúng con nghe rất là đầy đủ. Nhưng mà có một cái điểm con chưa có được hiểu rõ lắm, đó là, để con kéo xuống, dạ, Đức Phật đã nói với vua Ba Xê Na Đí là những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, do vậy đối với họ tự ngã là kẻ thù. Rồi những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, do vậy đối với họ tự ngã là thân ái. Chỗ này con chưa có được hiểu rõ lắm, và xin sư Pháp Thanh giảng giải thêm cho con hiểu được rõ. Con không hiểu tại sao mà những người sống thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì tự ngã là kẻ thù của họ. Còn những người mà thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện thì tự ngã là thân ái của họ. Và con chưa được hiểu rõ lắm, xin sư giảng giải thêm cho con. Và con kính dâng mít đến sư. Ừ.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Đa Giá. À, thì như hồi nãy sư nói đó, tại vì cái những cái người mà sơ cơ đó, có nhiều khi mình nói là vô ngã đó, họ chưa có chấp nhận. Khi mình nói vô ngã thì họ nói rằng ai làm thiện, ai làm ác. À, đó, phải có người làm chứ. Tôi làm rõ ràng mà, tôi đang làm thiện mà. À, đó. Rồi những cái hành động, nói năng, suy nghĩ này phải tôi đang làm, tôi đang hành động, tôi đang nói năng, đang suy nghĩ. Chứ nói không có ai hết thì vậy là ai làm? Đó, cho nên á là những người sơ cơ à, thì họ còn chấp dính mắc vào cái một cái bản ngã, cái gì à, sắc là của tôi, sắc này rõ ràng cái thân là của tôi mà, thấy không? Đó, cho nên á là cái người sơ cơ tạm thời, như hồi nãy tôi nói đó, à, vì cái trình độ của họ, cái căn cơ của họ còn thấp thỏi. Bây giờ nếu mà mình đi thẳng vô cái chân đế mà nói là vô ngã thì không chấp nhận. Cho nên là mới nương vào cái tục đế để có hai cái ngã. Một cái ngã bất thiện, à, thân làm điều bất thiện, khẩu nói những lời bất thiện, ý suy nghĩ những điều bất thiện, mình tạm thời mình coi là cái người bạn, cái ngã, nhưng mà cái ngã này xấu xa, à, cần phải xa rời, cần phải diệt trừ. Rồi bên này á là thân làm thiện, khẩu nói những điều thiện lành tốt đẹp, ý suy nghĩ những điều thiện lành tốt đẹp, thì tạm thời, cái này là tạm thời nương vào cái tục đế đó, coi như là một cái người bạn tốt để mà mình gần gũi, mình học hỏi, mình phát triển các cái thiện pháp. Thì khi mà mình chấp ngã là tà kiến à, nhưng mà khi mà mình chấp vào cái ngã mà để mình nương nhờ, để mình phát triển các cái thiện pháp đó, là mình có được cái chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến này như hồi nãy sư nói đó, nó còn hiệp thế, thấy không? Nó còn dính mắc ở trong cái thế gian à, mà bất thiện thì nó trói buộc khổ đau à, cũng quay cuồng ở trong tam giới. Mà cái thiện hiệp thế à, thì cũng gì, nó cũng trói buộc trong cái thế gian. Nhưng mà điều cái á, là một cái á, bất thiện là nó trói buộc trong khổ cảnh, khổ đau à. Còn cái mà tốt hơn chút thì chúng ta cũng bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, nhưng mà điều cái trong những cảnh giới tốt đẹp à, nhưng mà vì chúng sanh mê lầm, có nhiều khi á, mình dính mắc, mình làm thiện để mình cầu mong được tái sanh về cõi chư thiên à, tái sanh lên làm người, là người có tài sản, công danh địa vị à, để mình hưởng thụ đó. Chính vì những cái này mà cả hai à, thiện và bất thiện mà họ nó trói buộc cái người phàm phu à, trong trong cái vòng quay của đời sống. Nhưng mà khi mà cái người mà có cái sự à, thấy được cái hướng về những cái điều lành, điều thiện à, thì nó cũng có được cái gọi là cái chánh kiến, hơn là những cái người mà những người tà kiến, họ không chấp nhận cái vấn đề nhân quả gì hết à, không có cái nhân tốt đem đến đưa đến quả lành, mà cũng không có nhân xấu đưa đến là cái sự an vui à,
Những người mà vô nhân kiến, vô hành kiến á, là những người rất là nguy hiểm. Nó sẽ đưa chúng sanh đi rơi vào những cảnh giới khổ đau. À, còn mình á, mình biết được có nhân có quả. Bây giờ á, là làm thiện thì sẽ cho cái quả lành đưa đến cõi an vui. Thì bắt đầu mình phân biệt được thiện bất thiện á, mình mới từ từ mình loại bỏ cái bất thiện. Cho nên á, là với những người sơ cơ thì nương vào cái tục đế Đức Phật mới nói là những cái bản ngã mà miệng nói ác, thân làm ác, ý suy nghĩ ác là cái bản ngã xấu cần phải loại trừ. Còn cái bản ngã mà thân làm thiện, miệng nói thiện, ý suy nghĩ thiện là cái người bạn tốt cần phải gần gũi phát triển. Nhưng cái đây là tạm thời đối với những người phàm nhân sơ cơ, rồi từng bước để chúng ta phát triển. Khi mà chúng ta có được cái hướng về cái điều lành điều thiện này là chúng ta đã có được cái gì, cái chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến này chỉ nói là nó còn nằm trong cái hiệp thế, chúng ta còn muốn tạo trữ những cái công đức phước báo để mà đem đến cái lợi ích trong đời sống. Thì nhờ cái có cái chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến hiệp thế này đó, để nó từng bước nó diệt trừ những cái tà kiến. Đó, rồi từ cái chánh kiến hiệp thế này đó, chúng ta phát triển tu tiến, phát triển dung bồi thiền tuệ, để chúng ta chứng nghiệm được phía sau này hoàn toàn không có một cái ngã nào. Tại vì tất cả các pháp là vô ngã mà, thấy không? Đó, nhưng mà lúc đầu á, nếu mà những cái người sơ cơ họ mới học đạo mà mình nói là vô ngã, họ không có chấp nhận. Thành ra xin nói đó, từng bước mình sẽ nương vào những cái pháp pháp thoại pháp thù để từng bước tiến bước lên những cái pháp nó vi tế hơn. Mới đầu thì bố thí, cái người mà có hướng về thiện pháp là bố thí là tốt đẹp rồi, cái gì ha. Nhưng mà bố thí nó là thù, là tiến một mức cao hơn là trì giới. Thì so ra cái bố thí là thù, trì giới nó vi tế hơn. Nhưng mà khi mà so cái trì giới với cái tu tiến thì cái trì giới nó thô, cái tu tiến nó tế hơn. Mà trong cái thiền định thì nó là thô, bởi vì nó còn nằm trong hiệp thế, nó nằm trong tam giới. Mà cái tu tuệ để đưa đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, nó là vi tế. Cho nên khi mà mình có chánh kiến hiệp thế rồi, mình cố gắng phát triển các cái thiện pháp, thập thiện, thập hạnh phúc, để từng bước để mình vượt thoát ra cái chánh kiến hiệp thế, thì mình mới đạt đến cái chánh kiến siêu thế, tức là có những cái tuệ giác đủ sức để sát trừ các cái thần thúc, các cái dây trói buộc, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, là ba cái hạ phần kiết sử. Đó, từng bước chúng ta sẽ chuyển cái chánh kiến thế để đạt đến thánh đạo thánh quả. Đó, cho nên là ở siêu nghĩa rồi nói siêu phân tích trong bài đối với những cái người sơ cơ họ mới, họ còn chấp thủ. Mà nếu mà mình một bước mà mình phủ định, họ chưa có thấy được, mà giờ mình nói là không có cái ngã, họ không chịu. Cho nên là cái này đó, nó chỉ là tạm thời, tạm thời để từng bước chúng ta thực hành để thấy nó là vô ngã. Phải thấy rõ là vô ngã qua cái
sự thực hành để thấy rõ được cái định luật của tam tướng vô thường, tất cả đều luôn luôn là thay đổi. Và chính vì cái sự thay đổi này nó bất tội nguyện đem đến cái khổ, và gì chúng ta không điều khiển được gì hết, hoàn toàn phía sau cái sự suy nghĩ, cái nói năng, cái hành động này là không có một bản ngã, một con người, người nam, người nữ, để chúng ta mới đạt đến thánh đạo thánh quả. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Meta. Dạ, chúc cô Meta nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính cảm ơn sư đã giảng giải cái thắc mắc của con. Dạ, theo như sư nói thì bây giờ từ nay chúng con là những người còn sơ cơ, thì chúng con cố gắng tu tập thực hành theo cái 10 điều thập thiện. Dạ, theo con thì như sư đã nói thì như vậy thì cũng vẫn còn ở cái mức độ thô, và cũng còn ở trong Phật hiệp thế. Thì từ đây chúng con mỗi khi mà con làm được cái điều gì thiện, tạo được cái phước nào, thì con cũng sẽ cố gắng nguyện là sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm, để đi dần đến cái siêu thế, đi dần đến cái phước báo để mà thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, theo con thì con nghĩ như vậy. Dạ, con kính ơn sư rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi của con để con hiểu rõ thêm, và con cố gắng tu tập. Dạ, con kính mời quý vị khác ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Trang ạ. Con thượng tọa Pháp Thanh ạ, con xin được hỏi một chút về bài học hôm nay ạ. Dạ, con như con biết là như bài học hôm nay có phải giữ gìn tam nghiệp thân khẩu ý, mình phải có ý là cái bạn ác như là tham sân si thì mình coi coi là bạn ác, đúng không ạ? Dạ. Còn như như mà bạn thân ái thì mình phải kết bạn với những bạn thân ái như là vô tham, vô sân, vô si, thì mình coi là những đó là một bên là bạn ác, một bên là bạn 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 thân ái. Thì theo con thì con thấy cái câu bài học hôm nay nó cũng giống cái câu mà có pháp cú Đức Phật dạy ở trong phẩm song đối câu 1 và câu 2 thưa sư, là các pháp các dẫn đầu tư tác chủ ý bắt cầu đưa duyên, nói làm sâu ác chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Rồi câu 2 là các pháp tư tác dẫn đầu tư tác chủ ý bắt cầu đưa duyên, nói làm lành tốt thiện hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Dạ, như như thưa con được hiểu thì nếu như mà Phật tử chúng con chưa biết về tu tập tứ niệm xứ thưa sư, thì chúng con có thể khéo như lý tác ý thưa sư, thì mình hướng cái tâm ý của mình đến những cái thiện, thì khi mà cái ý của mình nó tác ý như vậy thì cái thân và cái khẩu của mình thì nó sẽ đi theo cái ý đó. Dạ, thì con nghĩ như vậy có được không thưa sư? Như là chúng con chưa biết tu tứ niệm xứ thì cứ tác ý thiện lành, thì mình khéo như lý tác ý á, thì cũng sẽ dần dần mọi thứ nó từ 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 như sư nói là từ thô á. Rồi mình khi mình có sự hiểu biết thêm rồi thì mình tu thêm á, thưa sư, thì trước mắt là cứ như lý tác ý làm sao cho nó thiện lành và biết giữ giới. Như vậy con theo con nghĩ
Như vậy có được hay không thưa sư, hay là mình cứ phải cả thân khẩu ý trọn lành như cái câu hôm nay là tam nghiệp, nhưng mà khi mà mình chưa làm chủ được á, thì ví dụ như là có cái chuyện gì đó thì mình cứ tác ý khéo léo một chút đấy, dạ, thì sẽ có cũng có kết quả thưa sư. Dạ con xin kính mong sư chia sẻ cho chúng con thêm phần này ạ, để cho chúng con như chưa biết tu tập về thiền đó, như là thiền chỉ để nén những cái chiền cái đó. Thế nhưng mà khi mà chúng con mà có tác ý đó, thì như câu kinh Pháp Cú câu 1 và câu 2 thì cũng như vậy thì có ổn không ạ? Thưa sư, dạ con xin được phép xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Thầm Mày dạ. Nam mô Sằng Thầy dạ. Thì khi mà bắt đầu chúng ta tu tập chúng ta phải có cái trí tuệ để mà mình tìm hiểu, để mà mình phân biệt, mình lựa chọn. Đúng không? Hồi trước giờ mình không có phân biệt. Đụng đâu mình làm đó, đụng đâu mình hành đó, chứ còn mình không có phân biệt cái nào là thiện hay là cái nào là bất thiện. Cho nên đó là sao, khi chúng ta ấy, những cái pháp và những cái pháp thiện mà nó đang có, khi mình hiểu biết rồi đó, những cái pháp thiện mà nó đang có thì mình sẽ tìm cách để mình làm cho nó suy yếu, mình diệt trừ nó. Rồi những cái thiện pháp mà chưa có thì mình sẽ tạo điều kiện cho các cái thiện pháp nó sanh khởi, và khi mà thiện pháp nó đã sanh khởi rồi đó thì mình phải dung bồi phát triển cho nó mạnh lên. Lúc đầu mình đâu có biết thiện là sao, bất thiện là sao, mình không biết, thì cứ đụng đâu làm đó. Ai ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo đó. Thành ra nhưng mà sau này mình khi mà mình học hỏi, mình phân biệt rồi đó thì mình sẽ có cái sự lựa chọn, lựa chọn các cái điều thiện lành mình cần phải làm, vun bồi cho thật mạnh mẽ. Những cái thiện bất thiện nó vừa sanh khởi mình kịp thời mình dập tắt, mình tránh xa, thấy không? Cho nên á, là lúc đầu là mình bắt đầu mình có cái sự lựa chọn, mình để lấy cái thiện lành để lần lần mình áp chế các cái bất thiện, thấy không? Đó, rồi cái mình phát triển cái thiện pháp nó dần 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 lên, ha. Nhưng mà đến khi mà đạt đến cái thánh đạo cao nhất là tứ đạo tứ quả đó, thì lúc đó đó các ngài cũng thấy là do cái nhân cái duyên các pháp nó vận hành, thấy không? Bất thiện càng phải từ bỏ diệt trừ, mà đến lúc thiện các ngài cũng bỏ, chỉ còn hành động, không có nhân. Không? Đó, cho nên là khi mà đến đến cái lúc mà giải thoát á, thì các ngài không còn dính mắc cái gì ở trong cái thế gian này hết, từ bỏ hết. Cho nên á, là có những lúc á, Đức Phật nói á, đến lúc mà thiện pháp còn phải từ bỏ mà nói huống chi là tới phi pháp, tức là nói cái trạng thái của bậc thánh A La Hán. Các ngài lúc đó là chỉ còn cái hành động thôi, chứ nó không có đưa đến cái quả nữa, không? Chỉ còn cái hành động thôi, là nó mới đoạn trừ chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Còn mình bây giờ á, mình là còn lựa chọn, còn dùng cái thiện lành để áp chế
tránh xa cái bất thiện, thấy không? Nhưng mà đến đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi thì thiện cũng từ bỏ mà bất thiện cũng từ bỏ luôn. Thành ra đó, thành ra nó mới đoạn trừ được những cái nhân để mà đưa đến sanh tử luân hồi. Còn kẻ phàm phu thì vì mà tạo trữ những cái ác bất thiện nghiệp, cho nên những cái nhân đưa đến cảnh giới khổ đau. Rồi những cái người mà có chánh kiến hiệp thế thì nó tạo trữ những cái nhân để tái sanh ở cảnh giới an vui. Nhưng mà dù là khổ đau, những cảnh giới địa ngục hay là những cái cảnh giới mà vi tế như là cảnh giới đại phạm thiên đi chăng nữa đó, nó cũng còn nằm trong cái tam giới, còn phải chịu cái quy luật của vô thường, khổ vô ngã, còn phải sanh diệt. Mặc dù cái tuổi thọ của quý vị đại phạm thiên thì nó rất là lâu, nhưng mà rồi đến lúc nó cũng phải diệt đó. Cho nên nó là chỉ có cái vị thánh a la hán mới vượt thoát ra cái tam giới này, chấm dứt sanh tử luân hồi, vì tất cả những cái nhân đưa đến tái sanh các ngài đã diệt tận hết rồi đó. Cho nên á là mình từng bước mình không biết, mình gặp cát sỏi ngọc ngà gì mình cũng gom hết, nhưng mà sau này mình biết trời ơi, tự nhiên mình giác chiêm nguyên bao gì cho nó nặng, bây giờ mình đổ ra cát sỏi mình loại ra, mình chỉ giữ lại là vàng ngọc đi ha. Nhưng mà trên cái con đường thiên lý xa vời mà mình giác cái bao đá nó cũng nặng, mình cái bao ngọc nó cũng nặng vậy. Đường xa giác chi, lúc đó cát sỏi mình cũng từ bỏ, mà vàng bạc châu báu gì cũng dục bỏ thì mình mới được nhẹ nhàng đó. Thì cái trạng thái của các vị thánh a la hán là tất cả các ngài đã buông bỏ hết rồi, nào mới là an nhiên tự đại. Những cái nhân đưa đến tái sanh ở cảnh giới khổ đau hoàn toàn diệt trừ, mà những nhân đưa đến cái cảnh giới an vui cũng diệt mất, không còn giữ một chút gì hết, không còn bám níu, không còn dính mắc cái gì hết, mới gọi là vô lậu ha. Là tất cả các cái lậu hoặc tiềm miên ngủ ngầm trong tâm đã diệt trừ, không còn dư sót, mới gọi là bậc thánh vô lậu. Đó, thành ra đó, mới đầu mình tập mà mình đi từng bước nương vào cái thô tục đế để đạt đến cải chánh tri kiến, để có thấy được các cái pháp nó vi tế hơn. Từ cái chánh kiến hiệp thế này mình mới phát triển dần dần lên, đạt đến cái chánh kiến siêu thế, đưa đến những cái tuệ giác chứng ngộ để đủ sức sát trừ, đào bứng tận gốc rễ phiền não, mới đưa đến cái chánh kiến siêu thế, thánh đạo thánh quả. Thì nó đi từng bước như vậy. Dạ, xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con sa thú, con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã chỉ dạy cho chúng con ạ. Con cũng rất là hiểu được những cái bài này nói về đến nhân quả. Dạ, khi mà mình hành động ác, nên lời nói rồi thì hành động, rồi thì ý nghĩ xấu ác thì nó sẽ đưa mình đến những cái cõi khổ, và những cái hành động thiện, rồi thì lời nói thiện, ý nghĩ thiện thì nó sẽ đưa mình đến những được cõi an vui. Nhưng mà
dù là cõi an vui hay là cõi khổ thì cũng vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn, như là vô lậu như 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 ngài nói đó. Dạ, con rất là tri ân ngài ạ, để mà chúng con biết những cái con đường nên tu tập. Dạ, như 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 vừa nãy ngài nói thì con thấy như là nói về cái vấn đề như là bát chánh đạo, đúng không thưa 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 ngài? Bởi vì là con đường bát chánh đạo thì là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nhãn đó, thì những cái giới đó cũng cũng là như kiểu gọi là thô thôi, đúng không thưa thưa sư? Như là mình tu tập theo mới là đó là những cái pháp thô, từ từ mình mới có chánh kiến, chánh tư duy đấy đó. Đúng không ạ? Dạ, con xin được xuống nước con kính mong ngài giải thích thêm cho chúng con xem là như vậy là theo cái đường như kiểu bát chánh đạo mà mình nghĩ nghĩ như vậy là có đúng không ạ? Dạ, con xin được xuống nước ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ngài giá. Thì giới giới năng sanh định, định mới năng sanh tuệ. Tức là cái giới á, nó là cái nền tảng. Chính nhờ cái tâm hướng chánh, cái tâm hướng chánh, tức là cái chánh kiến, cái chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến nó còn hiệp thế để mà chúng ta hiểu biết được thế nào là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì ba cái sở hữu giới phần này nè, để nó nâng đỡ, để nó nâng đỡ chúng ta mới có cái sự tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là ba cái sở hữu về phần định. Thì khi mà định phát triển là đến mức cao tột thì có chánh kiến, chánh tư duy. Thì cái chánh kiến ở đây đó, hay là nó còn hiểu là cái chánh giải thoát đó, chính nhờ những cái pháp nó nương nhờ nhau, nó nâng đỡ nhau, rồi chúng ta phát triển dung bồi, thì nhân quả, đó, rồi từ cái các cái pháp mà thô lậu, chúng ta bước lên những cái pháp nó vi tế hơn, rồi từ những cái pháp vi tế này chúng ta cố gắng phát triển tu tập thì sẽ đạt đến những cái pháp siêu thế. Thì mình gạn lọc lần lần, giống như hồi đó giờ mình có biết, mình thấy nước mình đem về mình sử dụng, nhưng mà trong nước nó còn những cái tạp chất. Hồi đầu mình biết, mình sử dụng thì uống ăn có nhiều khi nó đem đến những cái điều tai hại, bệnh tật. Bây giờ biết, bây giờ nước mình đem về, mình phải lọc từ từ, lóng phèn, hoặc là dùng những cái phương pháp để mình thanh lọc dần dần dần, để mình có cái nước nó thanh khiết hơn. Rồi nếu mà mình chịu cực, mình chưng cất, để mình loại bỏ hoàn toàn tất cả các cái tạp chất, thì lúc đó mình sẽ có được cái nước tinh khiết. Đó, qua cái sự thanh lọc mà nhiều lớp, thì mình sẽ loại bỏ dần 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 những cái tạp chất để đạt được cái sự thanh tịnh, thanh khiết của thân tâm. Đó, thì mục đích cái sự tu tập của mình là vậy đó. Cứ từng bước, lúc đầu mình phải nương nhờ vào các pháp hiệp thế, nương nhờ vào những cái pháp thô thiển. Những cái pháp thô thiển này mình dễ nhận thức, mình dễ thấy. Rồi từ đó đó, chúng ta sẽ dần 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 loại bỏ cái thô để đi đến cái tế. Đó, từ bây giờ thí dụ như mình vô, mình nói chuyện ở trong đời sống,
mà mình không nói tội ta, mình không nói, mình không có cái ngôi thứ đàng hoàng thì sao người ta hiểu, phải không? Nhưng mà đó, đến một lúc nào đó đó, khi mình nói tôi, nhưng mà cái tôi này đó là nó nằm trong cái tục đế chế định, chứ mình không còn chấp vào vào cái ông sư pháp thanh là pháp nguồn lào cai gì đó, không? Nhưng mà mình nói chuyện à, phải nói là sư là cô, cái câu nói mình mới hiểu rõ ràng, không? Còn mình nói bây giờ ngũ quẩn pháp thanh nói cho ngũ quẩn lào cai nghe, ai biết cái gì, nó tưởng đâu mình khùng, không? Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng phải trong cái sự giao tiếp, chúng ta phải nương vào tục đế, nhưng mà mình không dính mắc vào cái tục đế nữa. Trời ơi, ông sư cũng nói tôi á, rồi bắt đầu phiền não nó sanh khởi, mà cái tôi này không có, thấy không? Đó, thành ra đó, chúng ta từng bước trong đời sống, chúng ta không thể một sớm một chiều mà loại trừ hoàn toàn cái chế định, cái tục đế được. Nhưng mà chúng ta phát triển cái chánh kiến để nhằm mục đích là giảm nhẹ và đạt đến các cái pháp quy tế để thấy được cái chân đế, thấy không? Đó, thành ra cái gì cũng đi cũng từng bước để chúng ta vượt thoát ra cái mãnh lực của các cái pháp lậu hoặc, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm. Nhưng mà đó, chúng ta nhớ rằng đó, tất cả các cái thiện pháp hiệp thế đó, nó sẽ nâng đỡ, nhưng mà chúng ta đừng dính mắc, thấy không? Bây giờ mình đi làm á để có tiền để lo cái đời sống, nhưng mà mình đừng có say mê cố kiếm tiền mà mình bỏ rơi hết các cái chuyện khác, thấy không? Thành ra đó, chẳng qua là chúng ta làm để có điều kiện để mà mình dễ dàng tu tập hơn, thấy không? Chứ giờ khổ quá, không có ăn, không có uống, không có chỗ trú ngụ, sao mình tu? Không? Nhưng mà có ăn, có uống, có chỗ trú ngụ rồi, mình đừng có dính mắc đắm nhiễm vào cái nơi mà vật chất đầy đủ này để mà mình rời bỏ cái con đường tu tập. Chẳng qua là cái chỗ ăn, chỗ ngủ, điều kiện tốt đẹp này nè, để mà mình tiến bước. Hồi xưa mình cổ nó là thấp thỏi, là thô. Bây giờ mình đủ ăn, đủ mặc, phát triển, nó tiến bộ rồi. Nhưng mà so với cái mà thánh đạo, thánh quả, thì cái đủ ăn, đủ mặc, an lạc trong cái các pháp thế gian nè, hiệp thế nè, nó là thô. Mình phải từ bỏ cái thô để mình tiến bước lên cái vị tế, để mình đến cái sự giải thoát. Đó, thành ra đó, mình cứ đi từng bước, thì mình sẽ đạt được cái điều kiện tốt đẹp, mình đạt đến cái sự thăng hoa cao đẹp trong cái đời sống, để chấm dứt sanh tử luân hồi, mình mới có được cái gọi là niết bàn an vui tuyệt đối. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lào Cai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô A Di Đà. Dạ, sa thú, con kính tri ân những lời chỉ dạy của sư là thật là tuyệt vời và hữu ích cho hàng Phật tử chúng con ạ. Con thấy kiểu nhiều lúc kiểu tâm tham á thưa sư, mà không biết là tâm tham, khi mà lúc nào cũng muốn nóng vội, lúc nào cũng muốn hiểu biết ngay rồi, thì lúc nào cũng coi như là muốn là mình phải cố để mà mình đạt được cái sự định tâm, rồi thì sự bình tĩnh. Nhưng mà đôi khi có những cái phiền não nhanh, thưa sư, phiền não nhanh và phiền não chậm đó. Khi mà nó đến, khi mà phiền não nhanh đến thì thật sự là đôi lúc con cũng chưa kiểm soát được,
thì là nó đã đến, khi mà mình nhận được ra nó rồi thì lúc đó nó đã như kiểu nó đã bị lướt qua đó. Thì đến lúc mà có những cái thì phiền não chậm thì đôi khi khi người ta nói thì mình không tắt đâu, nhưng mà đến lúc một lúc nghĩ lại thấy tắt á, thưa sư. Cho nên là rất là khó để mà chúng con nhìn nhận ra được cái vấn đề đấy. Dạ, con kính tri ân sư đã chỉ dạy cho chúng con mọi thứ thì chúng con sẽ phải từ từ từng bước một ạ. Dạ vâng, con xin kính tri ân sư ạ. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Con xin kính mời đạo tràng có giơ bàn tay lên ạ. Con xin được phép xuống mic ạ. Dạ nhiều một vị khác. Dạ alo alo ạ. Dạ, xin kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Có ai có ý kiến gì không ạ? Dạ. Con đang chờ đợi thì con kính mong sư cũng cho con xin phép được hỏi một câu nữa ạ. Dạ. Như là trong cái bài bài hôm nay nói về cái phần tự ngã, thưa sư, thì khi mà mình đó là có phải là do là mình cho có cái ngã đó thì là mình mới so sánh, mình mới so sánh như là mình bằng người ta hay là mình kém hơn người ta hay là mình hơn người ta, thì như vậy là có sự cái tự ngã đây có phải là sự ngã mạn không thưa sư? Nếu mà theo con được hiểu như như vậy thì nó có phải là một không ạ, hay là nó khác nhau ạ? Dạ kính mong sư chia sẻ thêm cho con được hiểu biết ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Thật sự ra đó nó vì có chấp vào cái bản ngã này, có chấp vào cái tự ngã, tức là cái tôi à, thì có cái tôi rồi đó thì nó mới đi đến cái của tôi nha. Đó mình mới mới bắt đầu mình mới so sánh, mình mới cái ngã mạn nó mới sanh khởi, không đó. Tại vì cái gì, cái này là của tôi mà, à cái này của tôi, à tài sản của tôi, nhà cửa của tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, à chứ còn nếu mà khi mà mình thấy á, không có cái tôi, cái này là sự vận hành của nhân, của duyên, của danh, của sắc, của trí tuệ, của phiền não, không? Thì hoàn toàn không có cái của tôi, không có cái tôi nào ở trong này hết á, nó là rỗng không à. Đó thì không có ngã mạn à, cho nên á từ cái tự ngã nó mới đưa đến cái ngã mạn, mới có sự so sánh à, thì sao thì mới có khổ đau ha. Còn nếu mà mình sống mình thấy rõ sự vận hành của pháp à, của định luật tam tướng hoàn toàn rỗng không vô ngã, mình không có làm chủ được gì, mình không điều khiển được gì à, mà hoàn toàn không có một cái ngã nào trong cái sự vận hành của nhân quả nghiệp báo đó. À, do nhân bất thiện đưa đến quả khổ đau, do nhân thiện đưa đến quả an vui. À, hoàn toàn không có một người tạo nhân mà một người nhân quả. À, nhân quả là cái định luật vận hành triền miên
À, mà nếu mà hả phiền não sanh khởi thì bất thiện khổ đau, còn trí tuệ thì an lạc an vui và đưa đến giải thoát. À, để mình hiểu biết như vậy đó, để mình tránh được cái ngã mạn. Mình biết rằng bữa nay mà cái đời sống mình tốt đẹp hanh thông là nhờ những cái thiện lành đến nó cho quả, mình không có quên quan tự hào tự cao tự đại. Mà khi mà cái điều kiện không tốt đẹp, ốm đau bệnh tật, thì biết rằng à đến lúc cái quả thiện bất thiện à nó sanh khởi, thì những cái chướng ngại trong đời sống, khó khăn khổ sở, mình cũng không có uất ức buồn rầu khóc than. Tại sao mà khi mà những cái điều kiện tốt đẹp thì mình hoan hỷ, mình vui mừng, mình đón nhận, còn khi mà những cái điều nó trái ý nghịch lòng thì mình lại mà trốn chạy rồi buồn rầu cái nó. Tại vì cái trong đời sống mình là mình gieo những cái nhân có trắng có đen, thì bây giờ cái quả nó đưa đến có lúc có đen có trắng, đúng không? Mình hiểu vậy đó, thì mình sẽ diệt trừ được cái cống cao ngã mạn, được thuận lợi, rồi mình khổ đau à buồn rầu khi mà những cái trong cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh không có được tốt đẹp ha. Thành ra đó thì khi đó đó thì mình sẽ có một cái nội tâm quân bình à, mà cái này nó rất là khó à, phải đạt đến thánh đạo thánh quả thì mới đủ sức à, trước cái tám ngọn gió đời. Chứ còn nói chung là phàm nhân mình thì cũng có đôi lúc mình cũng bị sao động à, cái trước cái tác động của à, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được tán thán bị quỷ bán, rồi à, hạnh phúc khổ đau đó. Thành ra chúng sanh bị quay cuồng khổ đau trong tám ngọn gió đời này, nhưng mà từng bước chúng ta dùng trí tuệ để lần hồi, để mình thoát ra diệt trừ, thì chúng ta sẽ được an ổn tốt đẹp. Dạ, xin giải thích cái thắc mắc của các nguồn lọc ca. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sa thú sa thú ạ. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, con hôm nay con có thêm được rất là nhiều sự hiểu biết. Dạ, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin gửi mic tới đạo tràng ạ. Xin mời bạn Nguyên Trang ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Nam mô Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sam Thầy ạ. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Duy Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, cái lần này chưa ông Đức Tâm Nhân đi và con kính chồng tờ thầy đầu tràng. Dạ, sa thú gặp con rất là hân hạnh. Hôm nay có duyên lành vào trường và được nghe sư Pháp Thanh giảng ạ. Dạ, rất là khó không được nghe sư giảng. Con rất là hân hạnh. Dạ, thưa sư, khi nãy giờ con vào trễ thì con nghe là con có nghe qua những câu hỏi và những cái giảng dạy của sư đó sư. Thì nãy cũng như là con nghe là cái bạn ngã thì mấy bị dịch nghe không rõ hả cô? Dạ con không biết mọi người có nghe âm thanh con rõ không ạ? À? Alo. Dạ có không? Âm thanh rất nhanh. Nguyên Trang ơi, 1212. Con dạy để con đi ra nhá. Dạ con đi ra, con xin lỗi, con đi ra để con ra con xin xuống.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con không biết mọi người có nghe âm thanh của con lại rõ chưa ạ? Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin sám hối, con không biết tại sao nó âm thanh rõ. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ con cảm ơn mọi người. Dạ, bạch sư, hồi nãy con có vào đạo tràng á, mặc dù con vào trễ nhưng mà con nghe sư trả lời, sư giảng dạy về rất là về con nghe nhiều người hỏi rồi về bản ngã, tự ngã này nọ. Thì con không biết con nghĩ như vậy có đúng không sư? Nói về bản ngã đó sư, thật ra từ đó đến giờ con cũng không có hiểu rõ, mình cứ nghe bản ngã là hơn bằng thua. Nhưng mà sau này con mới, con không biết con hiểu như vậy có đúng không sư? Con thấy những gì mà mình làm á, qua cái tâm sân hay là qua cái tâm tham của mình, thí dụ mới đầu mình nói là tham, sân và si, thì mình khoan nói tới cái tâm si tại vì cái đó thì nó sâu xa quá. Dạ, thì cái tâm tham và tâm sân, thì sau này con thấy khi mà những cái hành động của mình làm do cái tác động bên ngoài mình làm, thì con thấy là qua cái sự tham sân của mình nên mình có phản ứng, thường là không thích là mình phản ứng liền là mình không thích. Nhưng rồi khi mà mình nói chuyện đó sư, thì mình nói với cái sự hiểu biết của mình, nói với cái tư kiến của mình, nhưng mà khi mà con quan sát lại thì con thấy là chẳng qua là bản ngã nó đang điều hành mình. Cũng như mình sống với, lúc đầu thì con nói là mình sống với tham sân, nhưng mà sau đó thì con thấy là cái bản ngã nó điều hành mình. Rồi cuối cùng á, cái bản ngã thì con nghĩ là gì? Thì do cái sự, cái bản ngã là cái sự vô minh. Tại vì mình cứ muốn là người ta làm theo cái ý mình như vậy, ý mình làm theo mình như vậy như kia, thì mình cũng muốn người ta là tới cuối cùng là mình không mà sư. Thì con thấy là cả nó giống như là cái tâm si vậy đúng không sư? Thì cái đó là con nhận thấy như vậy đó sư. Mà khi mà mình, nếu mà mình cứ dính mắc vào những cái đó, thì cứ dính mắc vào phải như vậy, phải thứ kia, thì cái người đau đầu tiên là mình. Dạ, nhưng mà khi mà mình, mà con thấy là khi mà mình buông bỏ những cái thứ đó đó, thì cái người hạnh phúc đầu tiên cũng là mình. Dạ, thì con ở đây con muốn biết là cái bản ngã, theo con nghĩ nha sư, theo cái hiểu biết của con, là con thấy cái bản ngã nó như là một cái bàn vô minh, mà cái tâm si đó sư, nó bị tâm si cái điều khiển. Hồi đó mình nghĩ là tâm si là nó u mê, nhưng mà con thấy là nó rất là liếm lĩnh sư. Dạ, con không biết là con hiểu như vậy có đúng hay không. Dạ, con kính tri ân. Con kính thỉnh sư có thể giảng dạy cho con để con hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con xin xuống mic con. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Thầm Thầy. Nam mô Sằng Thầy. Dạ, lâu lắm mới thấy cô Nguyên Trang vô sinh hoạt biết lúc này sức khỏe cô có được tốt đẹp không? Chúc cô và gia đình luôn khỏe mạnh, an vui. Thì thật sự ra đó, có đôi lúc chúng ta bị vô minh, si mê, phiền não đánh lừa. Cho nên đó là mình thấy rằng có cái tôi, thấy không? Trời ơi, nhà cửa này là một tay tôi tạo ra, sự nghiệp này là một tay tôi, sức lực của tôi tạo ra, thành ra tôi phải gìn giữ nó, tôi phải điều khiển nó, thấy không? Nhưng mà giống như cái người lực sĩ vậy đó, thấy không? Mình tự hào lắm, mình nâng cái tạ một 70-80 kg, cả 100 kg, mình dân gian tự đặt mình là cái người là mạnh nhất, nhưng mà mình đang giác, nhưng mình đang giác cái khổ đau mà mình không biết, mà mình dân dân tự đặt mình là hay là giỏi, là thế này thế kia, nhưng mà mình thấy cái đó là cái khổ hả đó. Thành ra đó, khi mà mình ý thức được, mình ý thức được, trời ơi, tự hào gì mình dở cái tạ lên cả 100 kg chi, lỡ rồi bắt đầu nó có vấn đề trong thân thể mình á, rồi bắt đầu đó là còn khổ, còn dữ nữa,
Thì khi mà vô minh phiền não nó núp phía sau, rồi mình không thấy được à, cái phiền não nó thúc đẩy à, tôi ta, của tôi, của ta, tôi giỏi hơn, tôi dở hơn, tôi bằng này kia nọ đó, thì từ ngã đi đến cái ngã mạn à, cống cao, tự hào, dân gian, tự đắc, dân dân, không? Rồi đến mà cái lúc mà ấy á, thì sầu bi khổ u não. Khi mà mình thấy mình thua người ta, mình kém hơn người ta, kiểu đâu mình buồn rầu đó, thành ra đó khi mà mình hiểu biết được là giống như cái anh chàng lực sĩ vậy đó, mới bắt đầu dở được cái tạ 100 kg thì dên gian tự đắc. Nhưng mà đến khi mà mình ý thức được, mình thấy được cái chân đế mình là cái thằng khùng, tự nhiên mình đi làm cái trò hề cho người ta, ta coi à, mình tưởng trong mình mạnh lắm, chứ sự thật ra còn nhiều người họ còn mạnh hơn mình nữa, họ dở tới 100 mấy chục ký được không, mà mình á, mình có 70-80 ký mình dở 100 ký, mình quên quan tự đắc. Có ngày mình đi vô bệnh viện mình không biết à, thì khi mà ý thức vậy mình quăng bỏ cái tạ thì nó sẽ nhẹ nhàng à, nó an vui đó. Thành ra chúng ta cũng vậy, hàm nhấn mình là như nhau ấy. À, lúc đầu á mình cũng ngã mạn, mình cũng tự hào là có được một vài cái sở kiến sở đắc à, rồi này kia nọ, rồi mình ỷ mình vào những cái này, mình nói là mình giỏi, mình hay, mình hơn này người kia. Nhưng mà sự thật ra đó, rồi tất cả cũng đều quăng bỏ hết à, chúng có cái gì là hay là giỏi hết, để mình mới đạt được cái sự giải thoát. Tại sao nói á, mới bắt đầu mình gom cát sạn rồi ngọc ngà gì mình gom vô một bao mình giác, nhưng mà mình biết à, sao mình khùng quá vậy, ba cái sỏi cát mình giác chi, cho mình lựa ra ngọc ngà vàng bạc thì mình để lại, còn cát sỏi mình loại ra, thấy không? Nhưng mà loại ra đến một lúc nào đó mình ý thức, trời ơi, cát ngọc ngà châu báu thì nó cũng, mà mình giác chi, quăng bỏ hết đó. Thành ra đến lúc mà mình thấy được cái khổ đau phiền não mà mình đeo níu, thấy không, mình cũng quăng bỏ hết tất cả, thì lúc đó mình mới giải thoát, mình mới an nhàn. Chứ lúc đầu á, lúc đầu mình còn ham của cải à, mình lựa là vàng ngọc rồi này kia nọ mình giác à, nhưng mà đến một lúc nào đó mình biết cái vàng ngọc gì là cũng là nặng, chứ không có gì tốt đẹp hết, quăng bỏ hết thì mình sẽ được an vui giải thoát à, lúc đó mới gọi là thánh vô lậu. Còn lúc đầu á, các bậc thánh hữu học cũng nương nhờ vào các cái chánh kiến hiệp thế để đạt đến thánh đạo thánh quả hữu học à, nhưng mà rồi nhờ từng bước à, chúng ta mới à, loại trừ để đạt đến à, cái thánh đạo cao tột à, giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi à, thì cũng à, xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyên Trang và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ thì sư cũng thấy à, thời gian đến đây nó cũng vừa phải lẽ, và bây giờ à, mời à, các cô à, sám hối sau khi nghe pháp, và sư xin sẽ phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo học pháp, tìm hiểu Phật pháp, thảo luận Phật pháp à, cầu mong chư tôn đức các ngài hòa thượng thượng tọa đại đức nhiều sức khỏe vui à, cầu mong cho quý tôn nữ quý Phật tử luôn luôn được à, có đầy đủ những cái điều kiện để phát triển các thiện pháp à, cầu mong chư thiên ở xung quanh ở đây cũng như ở tư gia quý vị à, quan hỷ với cái thiện pháp này.
mong tất sanh sớm thoát khỏi những khổ đau tai ương dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời Nam Mô Bố Thầy gia. Dạ sa thú ạ. Dạ chúng con xin kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh hoan hỷ nghe pháp ạ. Con Pháp Môn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng kinh sám hối tam bảo ạ. Dạ. Út ta mang ghế na hoàn đề hàng bà đã bằng sùng qua út ta mang bút thể yo khalito đồ sô bút thổ khám mát tu tăng ma mang út ta mang ghế na hoàn đề hàng thầm mạnh cha đô viết thẳng qua rằng thầm mê yo khalito đồ sô thầm mô khám mát tu tăng ma mang út ta mang ghế na hoàn đề hằng sằng khang cha đu vi thô ta mang sằng khê yo khali tô đô sô sằng khô khăm ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính quy đầu làm lễ vi trần dưới chân đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính quy đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính quy đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phẩm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học ngày hôm nay, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để đạo tràng chúng con tràn đầy phúc báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada sote bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma bhavena sada sote bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha bhavena sada sote bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả phải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ sa thú ạ. Dạ chúng con xin kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha nhá. Dạ buổi học pháp ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc ạ. Kính mời quý đạo hữu trở lại sinh hoạt trong Zoom Phật giáo Nguyên Thủy hàng ngày từ 4:30 đến 6:30 sáng giờ Việt Nam ạ. Sau đây con xin gửi mail lại cho ngài Chí Đức để ngài đóng Zoom kết thúc buổi học ạ. Trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay có điều gì sơ sót kính mong quý sư cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ bỏ qua cho con ạ. Dạ con kính dâng mic đến ngài Chí Đức ạ. Dạ con xin được xin mic.